khói bên trong mặt trời. Có lẽ anh đã khó rất nhiều, có lẽ anh chẳng cảm nhận được bao. Có bao giờ mà anh cảm thấy là anh quá đáng với em không? Tại sao cho dù em có cố gắng bao nhiêu thì đối với anh thì cũng chỉ là vô nghĩa.